Tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong video lần này, Noli sẽ chia sẻ cho các bạn cách để móc một hình trái tim mà chúng ta chỉ mất 3 phút để thực hiện. Nào, bây giờ cùng bắt đầu vào với Noli nhé. Các bạn cần sử dụng một chút len thừa. Len thì mình ở đây mình sử dụng len zin là kích thước là 1,5 mm. Thì mình sẽ dùng kim móc 3,5 mm đầu 6/0. Đây là đầu của chiếc kim này. Nó sẽ to khoảng gấp đôi kích thước của sợi. Tiếp theo là các bạn cần chuẩn bị thêm một cây kim khâu để chúng ta giấu len thừa vào bên trong sản phẩm. Một chiếc kéo để các bạn cắt len. Và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu. Để bắt đầu, các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Cách tạo vòng tròn ma thuật như sau. Đây là đầu ngắn của sợi len. Đây là đầu dài nối liền với cuộn len. Các bạn dùng ngón tay trỏ đặt sợi len lên. Sau đó quấn một vòng qua ngón tay trỏ. Giữ lại bằng ngón tay cái. Chúng ta sẽ đâm kim vào vòng tròn. Lấy sợi len lên. Giữ lại bằng ngón tay giữa và ngón tay cái. Rút ngón tay trỏ ra. Quấn len qua tay. Như vậy là các bạn đã tạo được vòng tròn ma thuật. Bây giờ các bạn sẽ lên cho mình là 2 mũi móc xích. 1 2 Sau khi tạo được vòng tròn ma thuật và 2 mũi móc xích, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình 3 mũi kép đôi. Cách tạo mũi kép đôi như sau. Chúng ta sẽ lấy 2 vòng tròn trên kim. Sau đó các bạn đâm vào vòng tròn. Kéo sợi len lên. Bây giờ các bạn sẽ lần lượt này, lấy len, đâm qua 2 vòng tròn trên kim. Lấy len, đâm qua 2 vòng tròn trên kim. Và lấy len, đâm qua hết 2 vòng tròn trên kim. Chúng ta được mũi kép đôi đầu tiên. Tiếp theo, các bạn sẽ lấy 2 vòng tròn, đâm xuống. Kéo lên này. Chúng ta đã có 4 vòng tròn trên kim. Các bạn làm tương tự. Chúng ta đi qua 2 vòng tròn này. Lấy lên, đi qua 2 vòng tròn. Lấy lên, đi qua hết 2 vòng tròn. Mũi kép đôi thứ 3. 1 này. 2 này. 3. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong được 3 mũi kép đôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc 3 mũi kép đơn. Các bạn lấy len, lấy một vòng thôi nhé. Sau đó thì chúng ta đâm vào vòng tròn ma thuật. Kéo lên. Đi qua 2 vòng tròn trên kim. Và đi qua hết 2 vòng tròn trên kim. Chúng ta được mũi kép đơn đầu tiên. Tương tự, các bạn làm với 2 mũi kép đơn tiếp theo. Một, hai. Như vậy là chúng ta đã móc được 3 mũi kép đôi và 3 mũi kép đơn. Sau đó các bạn trượt cho mình một mũi trượt. Chúng ta sẽ tạo cái phần đỉnh của chúng ta sẽ tạo được cái phần đuôi của hình trái tim bằng cách là móc một mũi kép đôi.
đi qua hai vòng tròn này, đi qua hai vòng tròn tiếp này, đi qua hai vòng tròn tiếp này. Sau đó chúng ta lại trượt mũi. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình sang nửa trái tim bên kia. Đó là móc 3 mũi kép đơn. 1 này. Mũi thứ 2. Mũi thứ 3. Đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy hai vòng tròn trên kim và móc tiếp tục 3 mũi kép đôi. Một mũi kép đôi này. Sau khi móc xong được 3 mũi kép đôi, các bạn sẽ lấy sợi len này rút vòng tròn ma thuật. Các bạn không nên rút hết nhá. Từ từ chúng ta sẽ rút nốt, chúng ta chỉ rút hơi nhẹ nhẹ như này thôi. Sau đó thì các bạn trượt mũi cho mình là các bạn đâm kim vào vòng tròn này. Kéo len này. Trượt mũi. Sau đó thì chúng ta lên một mũi móc xích, rút lên. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng kéo để chúng ta cắt phần len thừa này. Rồi các bạn dùng kim này rút lên. Các bạn cũng chưa nên rút nhá. Chúng ta bây giờ chúng ta mới bắt đầu là rút cái sợi dây này để thắt chặt cái vòng tròn ma thuật lại. Sau đó thì cái sợi len mà chúng ta móc một mũi móc xích này, bây giờ các bạn mới thắt chặt. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng kim khâu để chúng ta giấu cái sợi len như này vào. Bây giờ các bạn sẽ nên giấu vào cái vòng tròn ma thuật này này, là cái sợi len nó sẽ đẹp nhất. Chúng ta đâm kim. Xong rồi các bạn rút dây thôi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được hình trái tim rồi. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Noli sẽ còn quay trở lại trong những video